Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nữ mạng. Nữ Tân Mùi lúc trẻ không được thuận lợi và may mắn, phải tới tuổi trung niên mới có nhiều cơ hội trong cuộc sống. Về già thì đôi lúc họ gặp nhiều trắc trở, nhưng không đáng lo ngại, tình cảm tốt đẹp về sau. Và sau đây sẽ là những phân tích tử vi chuyên sâu hơn về chọn đời nữ mạng Tân Mùi sinh năm 1991. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Gia chủ Tân Mùi sinh năm 1991, nữ mạng, cung mệnh thuộc cung Khảm, mạng lộ bằng thổ, đất đường đi, xưng con dê, tướng tinh con gấu, Phật bảo Quan Âm độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Tân Mùi thông qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng Tân Mùi, cung Khảm mạng thổ đặt ngoài đường đi, sanh đặng mùa hạ lo chi, tháng chợp tháng 9 không thì tháng 3. Thổ vương tứ quý bốn mùa, sanh đặng tháng 6 ai mà dám đương. Tân Mùi tâm tánh hiền lương, giận ai nói dữ mà lòng xót thương. Tháng riêng, tháng 2 lỗi thời, bị mộc khắc thổ, cực đời số ta. Anh em chẳng đặng thuận hòa, ở gần cây gỗ đi xa nhớ hoài. Vợ chồng chẳng hợp âm dương, sánh thương tuổi nhỏ xót thương đáo đầu. Tuổi này 40 về sau, tinh hoa phú quý, hưởng tháng ngày giàu sang. Tổng quan, nữ Tân Mùi có cuộc sống bước qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống. Bước vào xã hội, Tân Mùi gặp phải nhiều cản trở và khó khăn, gặp được quý nhân cuộc sống mới bắt đầu tốt đẹp. Sang tuổi trung niên, vận số tốt đẹp lên nhiều, sự nghiệp bắt đầu vững chắc. Bản mệnh có thể chủ động chiêu cầu quý nhân giúp đỡ bằng cách thỉnh đeo vòng tam hợp hợi Mão Mùi với tuổi của mình. Vòng tay này là vật phẩm phong thủy có tác dụng mang lại những mối quan hệ tốt đẹp, trợ giúp cho thân chủ. Ngoài ra nó còn thu hút tiền tài và vận may đến cho bản mệnh. Vòng được thiết kế dựa vào bộ tam hợp địa chi hợi Mão Mùi, tam hợp mộc cục, dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não, mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên đá mã não này còn khắc hình ba linh vật hợi Mão Mùi, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Tổng kết, nữ Tân Mùi lúc trẻ không được thuận lợi và may mắn, phải tới tuổi trung niên mới có nhiều cơ hội trong cuộc sống. Về đôi lúc về già gặp phải nhiều trắc trở nhưng không đáng lo ngại, tình cảm tốt đẹp về sau. Nữ Tân Mùi tuổi thọ trung bình từ 76 đến 88 tuổi, nếu tích nhiều phúc đức, ăn ở lương thiện sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, sinh vào các tháng 4 và 9 âm lịch, tình duyên của nữ tuổi Mùi phải trải qua nhiều thử thách khó khăn mới có được hạnh phúc dài lâu. Tình yêu ban đầu khá tốt đẹp, nhưng sau kết hôn có nhiều gánh nặng gia đình khiến tuổi Tân Mùi mệt mỏi. Những khó khăn trong cuộc sống ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng và tình cảm của các thành viên. Trong tình cảm, Tân Mùi cần phải cố gắng hơn trong việc duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch, Tân Mùi tình duyên phải trải qua nhiều thử thách sóng gió mới có được kết quả tốt đẹp. Trong tình yêu có nhiều sự cản trở, nếu hai người có thể cùng nhau vượt qua nó, tình cảm không thay đổi, thì sau kết hôn họ sẽ có được một cuộc sống như ý. Sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch, tình duyên của nữ Tân Mùi trải qua rất nhiều thuận lợi, không có nhiều những vướng mắc trong vấn đề tình cảm. Sau kết hôn, cuộc sống không chỉ có niềm vui mà còn rất may mắn trong công việc lẫn sự nghiệp. Gia đạo công danh, gia đình có nhiều niềm vui khi còn nhỏ. Sau kết hôn, cuộc sống khá êm ấm, tình cảm giữa các thành viên tốt đẹp, về già có phúc. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng từ tuổi 30 trở đi. Những năm sau có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, cuộc sống ngày càng được cải thiện và sung túc. Tuổi hợp làm ăn. Khi lựa chọn các đối tác để làm ăn thì nữ Tân Mùi nên thận trọng và chú ý hơn để có thể chọn được những người phù hợp. Các tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý do rất hợp mệnh với Tân Mùi nên sẽ rất lý tưởng nếu Tân Mùi chọn họ để cùng kinh doanh hợp tác, phát triển công việc sẽ rất thuận lợi, mang đến nhiều may mắn về tài chính cho cả đôi bên. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, Canh Ngọ, Kỷ Tỵ, cuộc sống của gia đình nữ Tân Mùi sẽ rất may mắn và hạnh phúc. Về mặt tình cảm, có nhiều niềm vui, cuộc sống thoải mái. Về công việc sự nghiệp, gặp nhiều cơ hội để phát triển, rất có vận tiền tài, con đường thăng tiến mở rộng. Kết hôn với một trong số các tuổi Nhâm Thân, Mậu Dần, Bính Dần, cuộc sống hôn nhân tuy không có nhiều may mắn trong vấn đề tiền bạc, nhưng lại rất thuận lợi trong tình cảm. Nếu cố gắng hơn nữa trong phát triển sự nghiệp, thì cuộc sống sẽ ngày càng khá giả và tốt đẹp. Kết hôn với một trong số các tuổi Giáp Tuất, Bính Tuất, Ất Dậu, thì cuộc sống gia đình lúc
không thuận khiến cho hai vợ chồng thường phải thường xuyên lo nghĩ, không khí gia đình căng thẳng. Muốn cải thiện cuộc sống hiện tại, ngoài việc phải chăm chỉ nỗ lực hơn trong công việc, nữ Tân Mùi cần phải quan tâm hơn nữa tới các thành viên trong gia đình. Trong cuộc sống có những năm không tốt đẹp cho việc kết hôn, thành gia lập thất, do vậy mà Tân Mùi không nên lấy chồng vào những năm này, đó là 15, 19, 21, 31, 33 và 39 tuổi. Kết hôn vào các năm trên sẽ khiến cho cuộc sống gia đình không thuận lợi, nhiều điều khó khăn ảnh hưởng phần nào tới hạnh phúc hôn nhân của nữ Tân Mùi. Tuổi Đại Kỵ. Nếu có ý định lựa chọn đối tác làm ăn lớn thì nữ Tân Mùi không nên chọn những tuổi sau đây: Tân Mùi, Đinh Sửu, Mậu Thìn và Ất Sửu. Do không hợp mệnh nên nếu hợp tác làm ăn với những người tuổi này có thể khiến họ gặp phải nhiều vất vả trong quá trình làm ăn, không may mắn, ảnh hưởng tới tiền bạc. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc sống có những năm mà Tân Mùi gặp nhiều khó khăn, cuộc sống vất vả. Do vậy mà trong những năm 25, 28, 32 và 40 tuổi cần phải thận trọng hơn nữa trong việc làm hành vi cho ra tới quyết định nào đó. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nữ Tân Mùi trước khi làm một chuyện gì hệ trọng thì nên lựa chọn ngày may mắn để mở đầu, sẽ đem lại nhiều thuận lợi và may mắn. Tân Mùi xuất hành vào ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ sẽ rất tốt đẹp, giúp tăng cường vận may, gặt hái được nhiều thành công. Bên cạnh đó, mang theo pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật Hiển Linh che chở, phù hộ độ trì cho mọi sự may mắn hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao tập trung trong công việc, đặc biệt để phát huy được công năng tối đa tốt nhất. Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi, từ năm 18 đến 21 tuổi, tuổi Tân Mùi sẽ trải qua một mối tình rất đẹp và thơ mộng. Tình cảm qua các năm ngày càng phát triển và cuối cùng dẫn tới hôn nhân. Năm 21 tuổi là năm rất đẹp để cử hành hôn lễ. Năm 22 tuổi có nhiều vận may trong cuộc sống. Sự nghiệp bước đầu phát triển khá thuận lợi và tốt đẹp. Các năm sau phát triển bình thường, công việc không có gì nổi bật, tình cảm gia đình tốt đẹp, yên vui. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này thuận lợi tốt đẹp trong chuyện tình cảm, cuộc sống gia đình hạnh phúc, có tin vui về con cái vào giữa năm 26 tuổi. Năm 30 tuổi, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, nhiều cơ hội thăng tiến. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, gia đình có chút xáo động vào năm 31 tuổi, chú ý về tình cảm. Năm 32 tuổi, sức khỏe không tốt nên điều dưỡng, chăm sóc bản thân. Năm 33 tuổi, chú ý trong việc làm ăn. Năm 34 tuổi, nên dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái. Năm 35 tuổi, có vận may về tài chính, công việc phát triển đi lên. Năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36 tuổi, tình cảm gia đình tốt đẹp, có nhiều niềm vui về con cái. Năm 37 tuổi, ra ngoài cẩn thận, trong tài lộc phát triển, thu được lợi nhuận khá nhiều. Năm 38 tuổi, tình cảm phát triển, tuy nhiên cần phải cẩn thận hơn trong các mối quan hệ xã hội xung quanh. Năm 39 tuổi, nên dành thời gian thư giãn, giải tỏa áp lực, điều chỉnh lại tinh thần. Năm 40 tuổi, có số tài lộc, sự nghiệp thăng tiến. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi tình cảm gia đình thuận lợi, nhiều niềm vui, cuộc sống có phần tươi đẹp. Năm 42 tuổi, chú ý hơn trong công việc, cẩn thận hao tài. Năm 43 tuổi, sự nghiệp phát triển, tuy nhiên chăm sóc có sức khỏe bản thân thì càng tốt bởi vì năm này dễ mắc bệnh. Năm 44 và 45 tuổi, không nên đi xa, trong năm có tài vận may mắn về tài lộc. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, từ năm 46 tuổi đến năm 48 tuổi, nên cẩn thận hơn về bổn mạng, chú ý sức khỏe để phòng mắc bệnh. Trong năm tài vận không tốt, do vậy làm ăn nên suy xét kỹ càng. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, từ năm 51 tuổi nên điều dưỡng sức khỏe tại nhà, tránh không làm các giao dịch về tiền bạc. Năm 52 và 53 tuổi cuộc sống bình thường, có niềm vui về con cái.
năm 54 tuổi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, công việc làm ăn để sang một bên. Vào năm 55 tuổi, có tuổi lộc về tài chính. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, những năm này tình cảm tốt đẹp, có nhiều vận may, sức khỏe được cải thiện lên nhiều, con cái thành đạt, rạng rỡ gia đình. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ tử vi trên đây sẽ giúp cho bản mệnh có thêm góc nhìn và sự chiêm nghiệm về cuộc sống của mình. Chúc quý vị có một đời an nhiên hạnh phúc. Nếu quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký ủng hộ Phong Thủy Gia Cát để có thêm thông tin quý vị nhé. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc và sự như ý một lần nữa. Xin mến chào và hẹn gặp lại.